Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình cải hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập tới bất ngờ, đổi đời đại gia, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiền bạc ùa về, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, thần tài ban lộc lớn, trúng số liên tiếp, tài khoản tăng vọt, giàu sang nhất họ. Kính thưa quý cô bác anh chị, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Kỷ Dậu 1969. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Kỷ Dậu 1969 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi. Công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác, để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót gì, và nếu có chỗ nào không phải, thì mong quý cô bác anh chị Kỷ Dậu 1969 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi Việt ngày một phát triển. Nếu quý cô bác anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình, thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý cô bác anh chị Kỷ Dậu 1969 thông tin cụ thể, đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người. Cô bác anh chị Kỷ Dậu 1969 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Kỷ Dậu 1969 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Tiền bạc ùa về, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, thần tài ban lộc lớn, trúng số liên tiếp, tài khoản tăng vọt, giàu sang nhất họ. Và đầu tiên thì xin mời quý cô bác anh chị Kỷ Dậu cùng lắng nghe luận giải tổng quan tử vi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Theo luận giải mới nhất của tử vi tuổi Kỷ Dậu 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, thì bản mệnh không nên quá mơ mộng hay đặt ra những mục tiêu quá cao siêu, bởi đó sẽ khiến Kỷ Dậu mất tập trung và bỏ qua những việc quan trọng ở hiện tại. Kỷ Dậu nên cố gắng hoàn thành tốt những công việc cá nhân, giải quyết những vấn đề còn dang dở nhé, để có một tâm trạng thoải mái và an yên. Mặc dù tuổi Kỷ Dậu là người thông minh và sáng tạo, nhưng trong tháng này, Kỷ Dậu dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực từ bên ngoài, làm cho Kỷ Dậu mất tự tin và khó đưa ra được những quyết định chính xác. Kỷ Dậu nên cẩn thận khi lựa chọn địa điểm và môi trường làm việc, tránh những nơi ồn ào hay có nhiều xung đột. Kỷ Dậu nên để ý lắng nghe ý kiến của người khác để có thể có tầm nhìn rộng hơn và lên kế hoạch tỉ mỉ cho những việc cần làm. Có một điểm may mắn cho tuổi Kỷ Dậu trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này là các tinh ghé thăm,
Điều này sẽ mang lại cho Kỷ Dậu có tài lộc vượng phát. Đây là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng của Kỷ Dậu trong quá khứ. Kỷ Dậu nên biết ơn và sử dụng tiền bạc một cách hợp lý nhé, mà không nên hoang phí hay đầu tư vào những việc không chắc chắn. Ngoài ra, thương quan xuất hiện trong tháng này cũng là để nhắc nhở Kỷ Dậu là chính chủ nên chú ý đến sức khỏe và tâm lý của mình. Có thể Kỷ Dậu không để ý, nhưng hầu hết chúng ta đều có một vấn đề tâm lý nào đó ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của chúng ta, thì Kỷ Dậu nên dành thời gian cho bản thân, làm những việc mình yêu thích, chia sẻ cảm xúc với người thân và bạn bè để mà có thể giải tỏa căng thẳng và lo âu. Trong tháng này, Kỷ Dậu có xu hướng muốn kiểm soát mọi việc và lên tiếng quyết liệt. Đây là một thế mạnh của Kỷ Dậu, nhưng nếu lạm dụng quá mức thì sẽ gây ra những rắc rối cho bản thân và làm hỏng mối quan hệ với đồng nghiệp. Kỷ Dậu vì thế nên điều chỉnh hành vi của mình, học cách linh hoạt và hợp tác với người khác để có thể tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện và hiệu quả. Và tiếp theo thì xin mời quý cô bác anh chị Kỷ Dậu cùng lắng nghe những dự ngôn, luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện, bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, quý cô bác anh chị nhé. Bước sang tháng mới, bản mệnh Kỷ Dậu sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì, và làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm này đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, viên mãn thì xin mời quý cô bác anh chị Kỷ Dậu cùng lắng nghe nhé. Về phương diện sức khỏe, luận giải tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch thì tuổi Kỷ Dậu có thể gặp phải nhiều khó khăn trong việc duy trì sức khỏe. Trong tháng này, Kỷ Dậu có thể bị mất cân bằng về tinh thần và thể chất mà dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của Kỷ Dậu mà nó còn làm giảm hiệu suất công việc và học tập. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là do Kỷ Dậu không có được giấc ngủ ngon, và ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng để tái tạo năng lượng và phục hồi sức khỏe cho cơ thể. Tuy nhiên, do áp lực công việc, học tập, gia đình hay xã hội mà Kỷ Dậu không thể ngủ sớm hoặc ngủ yên, điều này khiến cho Kỷ Dậu luôn cảm thấy mệt mỏi và thiếu tập trung. Ngoài ra, do hệ miễn dịch của Kỷ Dậu yếu đi, Kỷ Dậu vì thế cũng rất dễ bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm như cúm, cảm lạnh, viêm họng, viêm phổi. Những bệnh này không chỉ làm cho Kỷ Dậu khó chịu và đau đớn, mà nó còn có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, để cải thiện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này, Kỷ Dậu nên áp dụng những phương pháp sau đây. Hãy điều chỉnh lối sống lành mạnh. Kỷ Dậu nên ăn uống đầy đủ và bằng các chất dinh dưỡng, tránh ăn quá nhiều đồ chiên, rán, ngọt, béo hay các thực phẩm có chứa chất bảo quản phẩm màu. Và Kỷ Dậu cũng nên uống đủ nước mỗi ngày, ít nhất là 2 lít nước. Ngoài ra, Kỷ Dậu nên tập thể dục thường xuyên ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Kỷ Dậu có thể chọn các hoạt động thể chất phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, yoga. Điều này sẽ giúp Kỷ Dậu giải tỏa căng thẳng, tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch, chăm sóc giấc ngủ. Kỷ Dậu cũng nên có một lịch trình ngủ nghỉ rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt. Kỷ Dậu nên đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày. Kỷ Dậu nên tránh xem điện thoại, máy tính hay TV nhé. Và trước khi đi ngủ ít nhất là một giờ, Kỷ Dậu cũng nên tạo cho mình một không gian ngủ thoải mái, yên tĩnh, tối và mát mẻ. Kỷ Dậu nên ngủ ít nhất là 7 đến 8 giờ mỗi đêm để cơ thể có thể nghỉ ngơi và phục hồi, tìm kiếm sự hỗ trợ. Kỷ Dậu cũng không nên giấu kín hay chịu đựng một mình những vấn đề về tinh thần hay sức khỏe của mình, mà Kỷ Dậu nên chia sẻ cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay chuyên gia tâm lý để được lắng nghe, động viên và giải quyết. Ngoài ra, Dậu cũng nên dành thời gian cho những sở thích, niềm vui và đam mê của mình như đọc sách, nghe nhạc, xem phim, du lịch. Điều này sẽ giúp Kỷ Dậu cảm thấy hạnh phúc và tích cực hơn. Tuổi Kỷ Dậu có thể vượt qua những khó khăn về sức khỏe trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này, nếu Kỷ Dậu biết cách chăm sóc bản thân và áp dụng những phương pháp cải thiện sức khỏe hiệu quả. Minh Đường tử vi chúc Kỷ Dậu luôn khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống. Về phương diện tình cảm, gia đạo, bản mệnh Kỷ Dậu độc thân đã có những bước tiến vượt bậc trong việc tìm kiếm và xây dựng một mối quan hệ mới. Kỷ Dậu đã không còn e ngại hay là tự ti khi tiếp xúc với người khác giới, mà thay vào đó là sự chủ động, cởi mở và tự tin. Kỷ Dậu đã biết cách lựa chọn người phù hợp với các tiêu chí của mình, cũng như biết cách tạo dựng sự gắn kết và thân thiện. Dù chưa có ai đặc biệt nào xuất hiện trong cuộc đời Kỷ Dậu, nhưng Kỷ Dậu đã rất hài lòng với những gì mình đã làm được. Quý bản mệnh Kỷ Dậu đã có người yêu, vợ chồng sẽ có một tháng 3 âm lịch năm 2024 rất tuyệt vời.
ngũ hành tương sinh xuất hiện sẽ hỗ trợ giúp cho vận trình tình cảm của Kỷ Dậu trở nên suôn sẻ và êm đềm. Kỷ Dậu và người ấy đã có những cuộc trao đổi sâu sắc, hiểu nhau hơn và cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Kỷ Dậu của không quên dành thời gian để chăm sóc và làm hài lòng người ấy bằng những điều nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa đặc biệt. Người yêu của Kỷ Dậu còn là người luôn ở bên cạnh Kỷ Dậu. Khi Kỷ Dậu gặp khó khăn hay buồn phiền, Kỷ Dậu đã có được một người bạn đồng hành tuyệt vời, luôn lắng nghe và an ủi bạn. Khi Kỷ Dậu cần, Kỷ Dậu cảm thấy rất may mắn và biết ơn vì điều này. Vì vậy, lời gợi ý cho Kỷ Dậu trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này là bạn nên biết trân trọng và bảo vệ mối quan hệ của mình. Đồng thời, Kỷ Dậu cũng nên chú ý đến bản thân, đặt nhu cầu cá nhân lên hàng đầu và sống vui vẻ. Bản mệnh hãy tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn và không để bị ảnh hưởng bởi những lo toan hay phiền muộn. Xung quanh Kỷ Dậu sẽ có một tháng 3 âm lịch năm 2024 rất tốt đẹp. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong công việc, Kỷ Dậu cần phải chú ý đến những điểm sau để tránh gây ra những hiểu lầm và mất mát. Nếu Kỷ Dậu là cấp trên, Kỷ Dậu nên giao việc cho nhân viên một cách rõ ràng và chi tiết, nên tránh những lời lệnh mơ hồ khó hiểu hoặc là quá ngắn gọn. Thì Kỷ Dậu cũng nên kiểm tra lại xem nhân viên có hiểu đúng ý của Kỷ Dậu hay không bằng cách yêu cầu họ trình bày lại nhiệm vụ của mình. Việc này sẽ giúp Kỷ Dậu đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng theo kế hoạch và không bị sai sót. Nếu Kỷ Dậu là nhân viên thì Kỷ Dậu nên tự tin vào khả năng của mình nhé, và không để bị áp lực bởi những việc quan trọng mà cấp trên giao cho Kỷ Dậu. Kỷ Dậu là người có tài năng và thông minh thì rất có thể hoàn thành tốt những công việc đó nếu Kỷ Dậu tập trung và nỗ lực. Tuy nhiên, nếu Kỷ Dậu cảm thấy quá tải hoặc mệt mỏi thì Kỷ Dậu không nên ngại ngùng mà hãy dũng cảm nói ra với cấp trên để được sắp xếp lại khối lượng công việc phù hợp với khả năng của Kỷ Dậu. Kỷ Dậu cũng nên tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng cách thư giãn, chăm sóc bản thân và gia đình. Lúc này này, Kỷ Dậu cần phải kiên nhẫn và chịu đựng vì người xung quanh có thể sẽ không hiểu cho Kỷ Dậu. Họ có thể chỉ trích, phàn nàn hoặc ép buộc Kỷ Dậu làm những việc mà Kỷ Dậu không muốn, thì Kỷ Dậu không nên để ý họ mà ảnh hưởng đến tâm trạng và quyết định của Kỷ Dậu. Kỷ Dậu hãy tự tin làm theo ý của mình nhé, và hãy tin rằng cuối cùng Kỷ Dậu sẽ thành công. Nhìn chung, tử vi tháng 3 âm lịch của Kỷ Dậu, dù có nhiều khó khăn và xui xẻo là đó, nhưng tuổi Kỷ Dậu vẫn có thể vượt qua nếu biết cách ứng phó và điều chỉnh. Kỷ Dậu lúc này hãy luôn giữ vững niềm tin và hy vọng nhé, chứ đừng để bị nản lòng hay buông xuôi. Về phương diện tài lộc, quý bản mệnh Kỷ Dậu có nhiều điểm sáng trong tháng 3 âm lịch này, nhất là về mặt tài lộc. Đây là kết quả của những nỗ lực và cố gắng trong những tháng trước. Với vận trình tài lộc thăng tiến thì tuổi Kỷ Dậu sẽ có thêm động lực và tự tin để phát triển bản thân và công việc. Theo tử vi thì cát tinh xuất hiện, tuổi Kỷ Dậu vì thế sẽ có khả năng thu hút nhiều tài lộc về mình. Trong thời gian này, quý bản mệnh có tài năng kiếm tiền, có được thu nhập cao từ nhiều nguồn, nhưng không quá tham lam và biết chi tiêu hợp lý. Kỷ Dậu cũng có thể nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ người thân để mua nhà, mua đất, đầu tư kinh doanh. Đây là điều may mắn mà Kỷ Dậu nên biết ơn người đã giúp đỡ mình nhé. Ngoài ra, tuổi Kỷ Dậu cũng có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, đặc biệt là những ai đang khởi nghiệp. Kỷ Dậu sẽ có được sự ủng hộ từ người có chung quan điểm và mục tiêu nhé. Điều này sẽ giúp Kỷ Dậu vượt qua những khó khăn và thách thức. Kỷ Dậu cũng sẽ có được sự công nhận và khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp, tạo cho Kỷ Dậu cảm giác thoải mái và hạnh phúc. Tuy nhiên, Kỷ Dậu cũng cần chú ý một số điểm sau để tránh gặp rắc rối trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này, là bản mệnh không nên quá tin tưởng vào những lời hứa hoặc những thông tin không rõ ràng, có thể bị lừa đảo hoặc mất mát. Không nên quá tự cao hoặc kiêu ngạo với người khác vì có thể gây mất lòng hoặc xung đột. Không nên quá căng thẳng hoặc lo lắng về công việc hoặc gia đình vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tâm lý. Nếu Kỷ Dậu biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, biết giữ gìn sức khỏe và tinh thần, biết lắng nghe và tôn trọng người khác, thì bản mệnh Kỷ Dậu sẽ có một tháng 3 âm lịch năm 2024 thành công và hạnh phúc đó. Thưa quý cô bác anh chị, Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xin mời Kỷ Dậu sinh năm 1969 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 theo tháng sinh, để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại.
Tuy nhiên vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý bản mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Vận mệnh của Kỷ Dậu, sinh tháng Giêng. Tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, tuổi Kỷ Dậu sinh vào tháng này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm Quý Mão. Trước đó thì tâm tính mềm mỏng trọng tình cảm. Nhìn chung thì cuộc đời không phải trải qua tai hạn hay tai nạn gì lớn, có thể bình an cho đến cuối đời. Những năm đầu đời cuộc sống không được như ý, cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh. Sức khỏe tốt là người thật thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, mất nhiều thời gian hơn người có chỗ dựa vững vàng. Vận mệnh của Kỷ Dậu, sinh tháng 2 âm lịch. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 2 âm là tiết Kinh Chập. Người này gan dạ dũng cảm và dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao, tự đại, không xem ai ra gì. Nếu xét về tiếng xấu, thì tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này hay bắt nạt, ức hiếp người khác làm vui, thích nịnh bợ, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ phương diện khác, đây là con người hướng ngoại. Một khi đã đặt ra mục tiêu làm gì thì họ sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn, sống lạc quan vui vẻ và có nhân duyên tốt được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 2 âm thì có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn. Đây là vũ khí tốt để đi tới thành công và bạn được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông và thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 3 âm lịch. Kỷ Dậu sinh tháng 3 âm lịch là trùng với tiết Thanh Minh. Đây là người thông minh có bề ngoài hấp dẫn, đa tài, đa nghi, cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại. Tuổi này tài giỏi có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính dễ làm mất lòng người khác. Tổ nghiệp phúc mỏng cho nên mọi chuyện bạn phải dựa vào chính sức mình, là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công. Hơn nữa, tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 3 âm, họ thường phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng, viển vông. Họ là người có tài về văn hóa nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 4 âm lịch. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, cho nên cuộc sống của tuổi này khá thoải mái. Tính tình tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 4 âm khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý hay tìm tòi, học hỏi có sự tự tin cao. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 5 âm lịch. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc. Họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện cho nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 5 đầu óc linh hoạt, thân thiện, hòa đồng chân thành với mọi người. Song nhìn từ khía cạnh khác thì thấy đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, ưa chuộng các mối quan hệ để có lợi cho mình. Thường hay tươi cười nhưng tâm tư sâu xa khó lường. Người này không thích hợp làm lãnh đạo mà có duyên làm thư ký hay những công việc có tính chất tham mưu góp ý cho sếp. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm rơi vào tiết Tiểu Thử. Xem vận mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này có thể thấy đây là người thông minh, cơ chế có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với người khác. Bước khởi đầu trong đời của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 6 âm thì khá thuận lợi. Tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, cho nên bạn được đảm nhận nhiều trọng trách lớn, dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng. Song, bản mệnh có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao, tự đại, không biết sống khiêm nhường. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm trùng với tiết Lập Thu có dịch mã động tinh chiếu mệnh, vì thế tiền bạc không thiếu, nhưng phải bôn ba khắp trốn. Bản mệnh là người có tài, có chí, không khắc phục trước khó khăn, đi tới đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh khó giữ bí mật, còn nam mệnh là người hiền lành, vui vẻ, đa sầu, đa cảm, đường tình đào hoa vô số, song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý chung nhân, cho nên dễ kết hôn muộn. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 8 âm lịch. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 8 âm là trùng với tiết Bạch Lộ. Họ là người thông minh và giỏi, cho nên được nhiều người ngưỡng vọng. Bản mệnh được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài thì có quý nhân tương trợ, cho nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị,
thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên, tính cách tuổi này có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 8 âm lịch. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 9 âm lịch. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này tính tình cương nghị, quyết toán, tài hoa, trí tuệ hơn, người có lý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ. Nếu theo nghiệp quanh trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, bạn cũng chính vì tính cách quá cứng rắn, cho nên sẽ phạm vài sai lầm lớn trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài. Tuy địa vị cao nhưng chẳng hề khoe mẻ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay, thích hợp làm công việc nghiên cứu đầu tư. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm là tiết lập đông, người tuổi Kỷ Dậu có tháng sinh âm lịch này là người thẳng thắn, có tài, yêu công việc. Họ không được cha mẹ anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khả năng kiếm tiền tốt nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu là do mỗi người hành động. Vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào, từ khi còn trẻ đã thành danh. Theo tử vi chọn đời thì nữ mệnh đào hoa cực vượng, cho nên đi tới đâu cũng có người yêu, kẻ mến. Song, người này dễ bị hiểu lầm là hay lo chuyện bao đồng mà đắc tội với người trong cuộc sống hàng ngày. Bản mệnh giản dị, không quá coi trọng vật chất, tuy nhiên khí chất hơn người có thể thấy là người cao sang quyền quý. Đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm là trùng với tiết đại tuyết. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác. Họ có tài, thực sự không sợ hãi trước cường quyền. Họ làm gì cũng có trước có sau, là người bao dung độ lượng. Tuy nhiên, tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 11 âm không nhiều, anh em người thân không giúp đỡ được mấy, mà họ phải tự dựa vào chính bản thân mình. Càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp, tới 27 và 28 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn, khi tuổi 49 dễ gặp chuyện nguy hiểm. Người này có nhiều tham vọng, có óc quan sát tốt, đây vừa là ưu điểm cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm thì họ dễ xin lòng nghi kỵ, ghen tuông, gây tổn thương cho cả đôi bên, thiếu quyết đoán khi đứng trước tình yêu, chính vì thế dễ lỡ mất lương duyên. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm là tiết tiểu hàn, tuổi Kỷ Dậu sinh tháng Chạp mệnh vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc. Chính vì thế bản mệnh không cần phải quá vất vả cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bản mệnh ỷ lại. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 12 âm vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình. Chưa tới 50 tuổi thì đã vang danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Kính thưa quý cô bác anh chị, ở đời có những thứ nếu thuộc về bạn thì cuối cùng sẽ là của bạn. Thứ không phải của bạn thì dù cố tranh giành cũng sẽ tự rời xa. Hãy học cách bình thản với đời. Thuận theo tự nhiên chính là một loại phúc. Có một loại tôm khi còn nhỏ thì chúng thường kết đôi chui vào trong khe đá. Hàng đá nhỏ này đối với chúng chính là một thiên đường. Cho đến khi trưởng thành chúng lại không cách nào theo khe đá nhỏ đó mà đi ra. Chúng ngay từ khi bắt đầu đã lựa chọn một tình yêu độc nhất, không có đường trở lại, không cám dỗ, chỉ một lòng tới chết. Đối với chúng mà nói, nửa kia của chúng chính là cả thế giới. Bạn phải hiểu, thứ bạn yêu không phải đoạn thời gian kia, không phải người ấy khiến bạn nhớ mãi không quên, cũng không phải yêu cái khoảng thời gian đã từng trải qua. Bạn yêu chỉ là cái phần non trẻ, nhưng vẫn chấp mê bất ngộ của chính mình. Một là buông không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì. Bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi. Khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí. Bình thản có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp. Bình thản là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại. Hai là nếu như chia tay người yêu vẫn còn có thể làm bạn, hoặc là chưa từng yêu, hoặc vẫn đang yêu. Lúc mà còn trẻ thì chúng ta vì một người nào đó, vì yêu hoặc chỉ vì cô đơn mà đến với nhau. Nhưng sau những khổ não chúng ta vì sao không cố chịu đựng để vượt qua mà lại lựa chọn đồng hành cùng người khác. Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những ám hiệu được đưa ra. Nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết. Lúc quay đầu nhìn lại bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười mà lĩnh ngộ sự thống khổ bi thương. Ba là dù cho một mình đối diện với thế giới này, vẫn có những điều bạn có thể và không thể làm.
núi rộng sông dài trên đời, chung quy đều là để chúng ta tự mình bước đi. Con người trên hành trình của cuộc đời phải tự mình cứu lấy mình. Không phải bạn cứ mệt mỏi là sẽ có nơi nghỉ ngơi ấm cúng. Không phải bạn khát nước rồi sẽ có nước chảy từ núi cao. Không thể khi bạn lạnh sẽ có một bếp lò đỏ lửa. Nội tâm của mỗi người đều có những vết thương không muốn người khác biết, cần có thời gian để phục hồi. Mạnh mẽ thực sự không phải là người không rơi nước mắt, mà là người nuốt lệ vào trong. 4 là hết thảy vấn đề. Sau cùng nhất đều là vấn đề thời gian. Hết thảy phiền não kỳ thật đều là tự tìm phiền não. Đối với cuộc sống của bạn, người có sức ảnh hưởng lớn nhất là chính bạn. Người quyết định bạn hạnh phúc hay khổ đau cũng chính là bản thân bạn. Nếu không có sự cho phép của bạn, bất kể thứ gì cũng không thể khiến bạn đau buồn hay vui vẻ. Không ai cướp đi niềm hạnh phúc của bạn. Người có thể cướp đi điều đó là chính bạn. Bởi vì bạn gieo niềm vui của mình cho người khác nắm giữ, bạn không cách nào ngăn chặn được cơn lũ, nhưng bạn có thể học cách kiến tạo một con thuyền. 5 là mặc kệ cho mọi người trên thế giới nói gì, ta đều nhận thức việc làm của bản thân mình mới là đúng đắn. Nếu như đứng trước người mà bạn yêu mến, điều bạn cần làm là bày tỏ lòng mình. Nếu bạn kết hôn với một người, bạn cần làm chính là tỏ ra yếu thế. Cuộc sống của chúng ta không phải vì lấy sự ưa thích của người khác mà tồn tại. Chúng ta là tự do tự tại, không cần phải đòi hỏi ai yêu thích mình. Có thể vui vẻ mà lương đeo đại địa, mặc hướng trời xanh. Chỉ cần bạn hiểu được điều này, gông xiềng đã bị phá bỏ, bạn có thể tự do mà hít thở. Và trước đây tôi cứ luôn cho rằng kiên trì sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện, buông bỏ mới khiến chúng ta mạnh mẽ. Khi nhìn lại hết thảy những phiền não, chợt nhớ tới câu chuyện của một ông lão. Trước khi lâm chung từng nói, trong cả cuộc đời phiền não quá nhiều, nhưng đại bộ phận những điều lo lắng lại chưa từng xảy ra. 6 là dù lựa chọn như thế nào, chỉ cần là bản thân lựa chọn thì không tồn tại hối hận đúng sai. Mỗi người đều có một góc tử mà chính mình không đi ra được, người khác cũng không tiến vào được. Ta đem bí mật sâu thẳm nhất đặt ở chỗ đó. Bạn không hiểu ta không trách bạn. Khi bạn cảm thấy thua kém người khác về mọi thứ, đừng tự ti. Hãy nhớ rằng bạn chỉ là một người bình thường. Tôi và bạn vốn không quen biết, định mệnh cũng không gắn bó với nhau. Yêu một người nhưng kỳ thật là yêu chính mình. Khi bản thân phát hiện mình mong muốn thứ gì đó nhưng không đạt được, sẽ xin lòng khao khát, hận một người. Thực ra là hận chính mình. Khi bản thân phát hiện điều mình mong muốn nhưng không đạt được sẽ cảm thấy giận dữ. Kỳ thực, trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không có oán hận vô cớ. Yêu và hận đều là tự đấu tranh và đối thoại với chính mình. 7 là nếu như yêu nhau, hãy dắt tay nhau đến khi bạc đầu. Nếu lỡ mất nhau hãy chúc nhau hạnh phúc. Nếu bạn yêu tôi hãy sát gần một chút nữa. Nếu như không yêu hãy rời xa hơn một chút nữa. Yêu một người không yêu, tựa như chờ đợi một chiếc thuyền ở sân bay. Bạn phải tin rằng, trên thế giới nhất định có người dành cho bạn. Cho dù giờ phút này bạn đang bị ánh sáng vần quanh, bị tiếng vỗ tay bao phủ, hay lúc đơn độc đi trên đường phố ướt lạnh, nhưng người ấy nhất định sẽ xuyên việt thế giới này đi về phía bạn. Người ấy nhất định sẽ tìm được bạn. Bạn phải đợi. Đừng để tương lai bạn phải chán ghét chính mình. Tôi đang cố gắng để trở thành chính mình. Cố gắng cường đại chi bằng sống bình thản hơn một chút. 8 là cái mà ta gọi là con đường không giới hạn. Nó chính là không ngừng tha thứ cho những ai làm tổn thương bạn. Tình yêu là một con đường hai chiều. Tình yêu đơn phương cũng cần có một điểm cuối cùng là thời điểm rút lui. Ta còn độc thân không phải không dám yêu lần nữa, không phải sợ bị tổn thương, cũng không phải chưa quên được ai đó, chỉ là người thích hợp còn chưa xuất hiện, người sẵn lòng bao dung ta, quý trọng ta, chịu đi cùng ta đến hết con đường. Trước khi người ấy đến ta không sợ cô đơn, thà thiếu chứ không thèm đổ đã bỏ. Quá khứ tựa như một bàn tay, hoài niệm chính là chịu nhận một cái tát vào mặt. Bất luận bạn ở đâu, nơi nào, đều phải học cách bước đi độc lập, như thế mới có thể trở nên vững vàng, mới có thể thản nhiên đối mặt với những cay đắng của thế gian. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung tiền bạc ùa về, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, thần tài ban lộc lớn, trúng số liên tiếp, tài khoản tăng vọt, giàu sang nhất họ từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý cô bác anh chị Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe.
Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Kỷ Dậu, sinh năm 1969 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.